Thế tôi này có một câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc này. Tôi có đàn lợn nái 4 năm tuổi. Những đứa trước sinh con tốt này, nhưng vừa qua hai lứa liền tỷ lệ con nhưng vừa qua hai lứa liền tỷ lệ lợn con bị chết ngợp đến 50%. Mặc dù lợn sinh đúng vào ngày thứ 114, sinh nhanh trong vòng 3 giờ, không dùng thuốc hẹn giờ đẻ, chỉ dùng oxytocin. Khi lợn đã đẻ phân nửa số con và dùng kháng sinh chống viêm sau đẻ. Về số lợn con bị chết ngợp là xen kẽ, con sống rồi tiếp con chết, dấu hiệu là mới chết do đứt cuống rốn không ra kịp. Rất mong bác sĩ tận tình tư vấn nguyên nhân và cách khắc phục. Ở vậy thì trong cái trường hợp mà cái ca bệnh của cái ca lợn nhà bác đây này, thì hiện tại nếu mà lửa số con, tức là con lợn bị chết ngộp do xen kẽ, do con sống rồi là con chết do dấu hiệu đứt cuống rốn ra không kịp. Vậy thì ở đây cái nguyên nhân mà gây nên hiện tượng chết heo ấy là do vấn đề là đứt cuống rốn, đúng không? Nó vấn đề là đứt cuống rốn làm cho hiện tượng là nó bị chết sau khi sinh ra. Vậy thì trong cái trường hợp này ấy, các bạn cần phải xác định cho tôi này. Việc đầu tiên là bác phải ghi chép lại cho tôi tất cả cái lịch sử của con heo nái nó đẻ, ví dụ như là nó đẻ nuôi được 4 năm rồi, đúng không ạ? Cái tỷ là cái đẻ của những đứa trước nó có bị cái trường hợp này hay không. Đấy là điều đầu tiên. Cái điều số 2 ấy là bác cần phải nhìn xem, bác phải so sánh xem cái con heo mà nó đẻ ra ấy, những cái con heo đấy nó có to bất thường hay không, hay là nó bé bất thường hay không. Rồi là bác có thể quan sát thêm là cái cuống nhau ấy, cái cuống rốn của nó ấy, cái phần đấy nó có bị hoại tử hay không. Và rõ ràng một điều rằng cái cuống rau không phải là nó dễ dàng bị đứt, đâu, nó dễ dàng bị đứt mà nó phải do một nguyên nhân, một yếu tố nào đấy gây nên hiện tượng là đứt gãy cái nhau thai như vậy. Vậy thì sau này trong trường hợp mà con heo đấy nó đẻ tương tự thì bác cần phải can thiệp như sau. Thứ nhất là bác bổ sung cho nó những cái vitamin điện giải có thành phần, ví dụ như tăng cường cái vitamin D, vitamin C, vitamin canxi đó, để cho nó làm cho cái nhau của con lợn này nó dài hơn không? Và nó tốt hơn để tránh cái trường hợp nó bị đứt trong quá trình sinh sản. Cái điều thứ hai ấy, là tôi không có khuyến khích cái việc là khi mà lợn đẻ chúng ta dùng oxytocin, nhưng tuy nhiên ấy, các bác dùng oxytocin ấy, nó sẽ kích thích cái việc mà rặn đẻ của vật nuôi, làm cho con heo nó có cái quá trình đẻ nhanh hơn và nó đỡ tốn sức hơn. Và cái điều số 3 ấy, là các bác có thể kiểm tra cho tôi xem rằng nào, cái con heo nó có thể trọng con heo nó có to quá mức bình thường hay không, nó khiến cho cái hiện tượng là nó rặn đẻ khó và con heo nó ra nó cũng ngột như vậy. Vậy thì nó rất nhiều nguyên nhân chính ở đây là hiện tượng, có hai hiện tượng này. Một đấy là lợn chết do đứt cuống nhau, cái thứ hai ấy là cái nhau thai của những cái con lợn đấy nó khá là yếu, nên là nó bị đứt ngay ở sát bụng, hoặc là nó đứt rốn, nên là khiến cho nó không thể tồn tại được. Ok rồi, cảm ơn bạn Bích Ngọc rất nhiều nha, chúc bạn Bích Ngọc mạnh khỏe.